Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gà Công Nghệ của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn lấy cái giọng của chị Google và các bạn đăng lên trên một cái video của bạn và các bạn đăng lên trên TikTok nha. Ok, thì để làm được điều này các bạn hãy mở cái ứng dụng đó là Google Chrome của bạn lên. Các bạn mở cái trình duyệt web của bạn lên. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái trình duyệt web là Google Chrome nha. Thì đối với những bạn xài iPhone thì các bạn cũng có thể dùng cái trình duyệt web đó là Safari nha. Sau đó mình sẽ mở cái trình duyệt web này lên. Và các bạn vào cái phần tìm kiếm của bạn, các bạn gõ chữ Sound Update nè. Các bạn gõ đúng cái chữ này lên cho mình ở cái thanh tìm kiếm của thằng Google, hoặc là các bạn gõ lên trên cái công cụ tìm kiếm của bạn ở phía trên đây. Và các bạn gõ đúng cái chữ này. Các bạn gõ chữ Sound Update. Sau khi bạn gõ cái chữ này xong thì nó sẽ xuất hiện cái trang web soundupdate.com ở đây. Thì các bạn sẽ vào đúng cái trang web này giùm cho mình nha. Các bạn vào trang web này. Sau khi mà các bạn vào trang web này xong thì các bạn sẽ kéo từ từ xuống phía dưới. Và ở đây nó có cái chữ test nè. Thì các bạn sẽ nhập cái chữ mà các đoạn văn bản mà các bạn muốn nói vào đây. Thì ví dụ như mình sẽ gõ cái chữ là xin chào. Rồi, ví dụ như mình sẽ gõ cái chữ này: xin chào các bạn, mình là Gà Công Nghệ, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi sau khi mình gõ cái chữ này xong, mình sẽ kéo xuống phía dưới. Và các bạn chọn cái phần ngôn ngữ ở đây, chọn nước Anh hoặc là nước Việt Nam thì các bạn sẽ chạm vào đây. Các bạn nhấn vào đây và các bạn tìm cái ngôn ngữ đó là Việt Nam. Các bạn kéo xuống và các bạn tìm ngôn ngữ là Việt Nam. Rồi mình chọn ngôn ngữ là Việt Nam, mình sẽ nhấn vào đây. Sau khi nhấn cái ngôn ngữ Việt Nam xong thì các bạn sẽ nhấn vào chữ Submit ở đây. Rồi, nó đã thay đổi xong thì các bạn sẽ nhấn vào chữ Play để các bạn nghe xem nó nói gì nha. Xin chào các bạn, mình là Gà Công Nghệ, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, sau đó các bạn lựa chọn cái phần này xong thì các bạn nhấn vào chữ Download giùm cho mình nha. Các bạn nhấn vào chữ Download. Rồi, sau khi mà các bạn nhấn vào chữ Download và nó đã hoàn thành xong thì nó sẽ có dấu tích ở phía trên đây nè. Các bạn để ý nó có dấu tích ở trên đây nè. Thì khi đó là các bạn đã download thành công. Đó, mình đã download thành công cho các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ quay trở ra cái phần đó là màn hình chính. Và các bạn vào cái chữ đó là file của bạn nè. Các bạn vào mục file của bạn nè. Rồi các bạn vào cái phần đó là tải về nè. Các bạn chạm vào phần là tải về nè. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện cái âm thanh mà các bạn đã tải về nè. Đó, và nó có ghi cái chữ cho dùm cho các bạn nè. Còn nếu như các bạn thấy cái chữ này nó dài quá thì các bạn đè giữ thật là lâu nha. Đó, để giữ thật lâu và các bạn chạm vào cái khi mà nó xuất hiện cái dấu tích ở đây và các bạn chạm vào cái chữ đó là nhiều hơn nè. Các bạn chạm vào chữ nhiều hơn nè. Thì các bạn đổi tên cho cái file này. Rồi các bạn chạm vào chữ đó là đổi tên nè. Rồi mình đổi tên đó là chị Google nha. Ví dụ vậy. Xong sau đó mình chạm vào chữ đó là đổi tên để mình đổi tên cho cái file này, tí nữa mình tìm kiếm cho nó dễ. Rồi, mình đã đổi tên file này. Xong sau đó các bạn quay trở ra và các bạn vào cái cửa hàng CH Play hoặc là các bạn vào Apple Store để các bạn tải về một cái ứng dụng cho mình, đó là cái ứng dụng CapCut nha. Các bạn tải về cái ứng dụng CapCut này và các bạn mở nó lên để các bạn ghép âm thanh vào trong cái video mà các bạn mong muốn. Sau khi tải về xong và mở lên rồi thì các bạn chạm vào phần đó là dự án mới dùng cho mình nha. Sau khi chạm vào cái mục dự án mới này xong và các bạn sẽ lựa chọn cái video mà các bạn muốn ghép vào. Ví dụ như mình chọn cái video này. Rồi, mình sẽ nhấn vào cái video đó. Vào cái vòng tròn của cái video đó nha. Xong sau đó các bạn chạm vào cái nút đó là chữ thêm. Nhấn vào video đó và các bạn chạm vào chữ thêm. Ok, đây là cái âm thanh mà khi mà các bạn ghép vào đây rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà các bạn ghép một cái âm thanh vào cho nó hoàn chỉnh nha. Thì ở đây là cái phần âm thanh khi mà các bạn chạm vào cái âm thanh ở phía trên nè. Các bạn chạm vào cái âm thanh ở phía trên của cái video gốc nè, có cái hình màu trắng trắng ở đây. Thì các bạn đang chỉnh sửa cái âm thanh cho cái clip gốc. Còn khi mà các bạn chạm vào cái mục âm thanh của chị Google ở phía dưới nè, nó xuất hiện cái màu trắng trắng ở đây, thì các bạn đang âm thanh cho cái phần chị Google nha. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn chỉnh âm thanh ở clip gốc trước nha. Ở clip gốc á, thì các bạn có phần là tắt âm thanh nè. Tắt âm thanh clip ở đây nè. Thì khi đó các bạn nhấn vào đây thì toàn bộ cái âm thanh của cái clip này nó sẽ bị tắt đi. Đó. Còn nếu các bạn bật lên thì âm thanh nó sẽ có. Và các bạn muốn chỉnh cho cái âm thanh của clip gốc này nó nhỏ lại thì các bạn nhấn vào đây. Khi mà nó xuất hiện màu trắng. Và các bạn chạm vào cái phần đó là âm lượng nè. Và khi đó các bạn sẽ điều chỉnh cái âm thanh này to nhỏ tùy các bạn nha. Bây giờ ví dụ như mình muốn tách cái âm thanh của cái clip gốc này ra làm hai.
một đoạn thì có âm thanh và một đoạn không có âm thanh, thì mình sẽ nhấn vào cái âm thanh, cái đoạn video này cho nó xuất hiện màu trắng nè. Xong sau đó các bạn chạm vào chữ tách nè, để tách cái video này làm hai ở ngay cái đoạn màu trắng này luôn. Tách cái video này làm hai ở ngay cái đoạn màu trắng này luôn. Rồi, xong sau đó mình sẽ nhấn vào chữ tách nè. Rồi, thì khi đó cái video này của mình nó được tách ra làm hai và mình muốn cái đoạn đầu tiên này âm lượng nó về không, thì mình sẽ nhấn vào đoạn đầu tiên này cho nó xuất hiện cái màu trắng này. Và mình nhấn vào chữ âm lượng. Rồi mình cho nó về không, kéo cái thanh này về Xin không. chào các bạn, mình Đó. là gà công nghệ. Xong sau đó còn cái đoạn ở sau này thì mình muốn nó âm thanh nó to lên, thì mình sẽ nhấn vào cái đoạn thứ hai này. Nhấn vào cái đoạn clip thứ hai này cho nó xuất hiện màu trắng trắng nè, đó. Rồi mình nhấn vào đây và mình chạm chữ âm lượng cho nó to lên. Đó, xong sau đó mình chấn chữ hoàn tất. Ok, thì mình sẽ điều chỉnh cái phần âm thanh thứ hai là âm thanh ở phía dưới này. Mình điều chỉnh cho nó di chuyển, mình đè vào và mình kéo nó di chuyển. Đè cái ngón tay của mình xuống và di chuyển nó. Rồi, di chuyển nó lên đoạn sau. Đó, thì và mình muốn cái âm thanh ở cái đoạn của chị Google này nó to lên, thì mình sẽ chạm vào cái màu trắng cho nó xuất hiện màu trắng này. Và mình lại chạm vào chữ âm lượng này. Rồi chạm vào âm lượng xong thì mình lại điều chỉnh cho nó to lên hoặc nhỏ xuống là tùy mình nè. Đó, mình kéo để di chuyển nè, to lên hoặc nhỏ xuống là tùy mình. Sau khi chọn xong thì các bạn nhấn vào dấu tích ở đây để các bạn hoàn thành. Đó, thì sau khi mà các bạn đã lựa chọn và chỉnh cái âm thanh này xong, và nếu mà các bạn muốn tách cái âm thanh của đoạn chị Google này ra thì tương tự như vậy, thì các bạn sẽ nhấn vào cái chữ tách ở đây này để các bạn tách ra làm đôi. Ok, thì như vậy là các bạn đã điều chỉnh cái âm thanh khi mà các bạn ghép vào cái video của bạn xong, và các bạn sẽ chạm vào cái chữ đó là tải lên ở phía trên góc bên phải là các bạn chạm vào chữ này và nó đang xuất ra nha, các bạn chờ cho nó xuất đủ 100% nha. Rồi xong sau đó các bạn chạm vào chữ đó là chia sẻ lên trên TikTok để các bạn chia sẻ lên trên TikTok nha. Rồi xong sau đó là các bạn chạm vào chữ tiếp để các bạn đăng lên. Thì ở đây trên TikTok nó sẽ có thêm một số các hiệu ứng khác để cho các bạn tùy chỉnh nha. Đó, và có hiệu ứng âm thanh thì mình có hướng dẫn ở những cái video khác rồi, các bạn có thể xem ở phía cuối cái video này của mình. Rồi các bạn nhấn vào chữ tiếp để các bạn đăng lên trên TikTok thôi. Rồi xong sau đó các bạn đặt tên cho cái video này của bạn. Rồi xong sau đó các bạn đặt tên cho cái video này xong thì các bạn sẽ chia sẻ lên trên, các bạn nhấn vào nút đăng để các bạn chia sẻ lên trên TikTok nha. Ok, sau khi mà mình đã đăng xong thì nó sẽ hỏi là mình muốn quay lại CapCut hay là ở lại TikTok, thì tùy chọn của các bạn nha. Thì mình chọn ở lại TikTok. Thì như các bạn thấy đây là cái video mà mình đã đăng lên trên TikTok và chuyển đổi nó thành giọng Google nha. Nếu thấy cái video này của mình hay thì các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video mới để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác hay hơn.